Nhận định bóng đá MU với Liverpool, 0 giờ ngày 25 tháng 1, vòng 4 FA Cup, vòng 16 đội FA Cup. Hơn một tuần sau cuộc gặp gỡ tại ngoại hạng Anh, Manchester United và Liverpool tiếp tục có cơ hội tái ngộ tại vòng 4 FA Cup. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồi cuối tuần trước, Manchester United đã có trận hòa không bàn thắng trong chuyến hành quân đến sân vận động Anfield của Liverpool trong khuôn khổ vòng 19 ngoại hạng Anh. Trận hòa này phần nào chỉ ra rằng hàng công của Quỷ Đỏ vẫn chưa thật sự xuất sắc khi tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không một lần tận dụng thành công. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, phong độ của đội chủ sân Old Trafford ở thời điểm hiện tại đang lên cực cao. Dù bị Manchester City chặn lại chuỗi bất bại tại đấu trường quốc nội nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn liên tục cho thấy những màn trình diễn đầy chất lượng cả trên sân nhà lẫn sân khách. Đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp đang thể hiện phong độ thi đấu thiếu ổn định. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, Liverpool đã để hòa 3, thua 2 và chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào. Kết quả này cũng khiến Quỷ Đỏ vùng Merseyside tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, sau Leicester City, Manchester City và Manchester United. Một chiến thắng trước đại kình địch tại FA Cup có thể sẽ trở thành bước đệm giúp đội chủ sân Anfield trở lại mạnh mẽ hơn trong giai đoạn khắc nghiệt tiếp theo của giải đấu. Tuy nhiên, việc giành lấy tấm vé đi tiếp từ tay MU đang hưng phấn và khát khao có được danh hiệu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Solskjaer là điều không hề dễ dàng. Cả hai đội đều không muốn thua vào lúc này cho nên sẽ thi đấu vô cùng chắc chắn. Bên cạnh đó, hàng công của hai bên cũng không có được phong độ tốt. Trong 3 trận đấu gần nhất, MU chỉ có được 3 bàn và Liverpool có được 4 bàn nhưng 2 trận không có bàn thắng. Soi kèo tài xỉu hiệp 1, chọn xỉu 1. Soi kèo tài xỉu full time, chọn xỉu 2.5. Nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo tài xỉu full time của trận đấu Manchester United với Liverpool là 2.5. Người chơi cực tài ăn tiền khi trận đấu có 3 bàn thắng được ghi trở lên. Người chơi đặt xỉu ăn tiền khi trận đấu có ít hơn 3 bàn thắng. Tỷ lệ ăn tiền của cửa tài và cửa xỉu lần lượt là 0, 8 và 1.02. Khả năng trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Do đó, người chơi khi soi kèo cúp FA, soi kèo Manchester United với Liverpool hãy dự đoán Manchester United sẽ để thua trước đội khách. Dự đoán kết quả Manchester United với Liverpool, thế trận chặt chẽ là điều đã được dự đoán từ trước. Do đó trận đấu sẽ kết thúc với ít bàn thắng được ghi. Dự đoán tỷ số hiệp 1, Manchester United 0-0 Liverpool. Dự đoán tỷ số full time, Manchester United 1-0 Liverpool.